Chứ mày xăm đâu hả? Chứ mày xăm đâu hả? Hồi nãy em nói rồi. Quay ra cho các bạn coi cái chân mày đừng biết đừng né nữa rồi. Thì đội mình là baby ha. Búp bê baby là một trong những loại búp bê mà đẹp nhất thế giới ha. Dạ. Đúng không? Thì đó là những bạn búp bê mà dành cho các bạn nữ là nhiều. Dạ. Thì nam đâu có chơi đâu. Có búp bê Ken. Có búp bê Ken. Búp bê Ken là một nhân vật chứ người ta không có chơi với búp bê Ken. Ít. Tại vì trong ngôi nhà mà đầy nữ thì cũng cần một búp bê Ken để sửa bóng đèn này nọ. Đó. Đúng rồi. Trà Ngọc thì dạo này giảm cân thành công rất là đẹp. Miss Thi thì dạo này không biết sao. Sao ạ? Mà mặc váy lên là xinh. Ở trên mạng có một cái câu nói về Miss Thi đó anh. Có câu gì? Câu nói ở trên mạng là dân cư mạng đồn là Miss Thi đã biết cách sử dụng nhan sắc. Tìm lại được quyển sổ. Nhưng mà em mà cái sổ đó em cất ở đâu lâu dữ vậy? Em quyển sổ của em là có gia hạn. Cứ thỉnh thoảng nó hết hợp đồng, hết gia hạn là xuống lại. Xong rồi cái gia hạn là nó lên lại. Nhưng mà như vậy thì đẹp nè. Mặc đồ giống vậy là đẹp em nè. Cảm mặc váy tóc xoăn rất là đẹp. Còn búp bê Ken thì đánh má hồng hơi đậm. Không, chị cũng muốn hỏi một câu thôi mà sợ ngại thôi. Sao ạ? Hỏi đi. Chứ mày xăm đâu hả? Chứ mày xăm đâu hả? Hồi nãy em nói rồi. Quay ra cho các bạn coi cái chân mày đừng biết đừng né nữa rồi. Không tự vẽ đó chứ. Theo phong cách Thái Lan rồi chị xin mày bự vậy nè. Bình thường là mọi người biết em là giả gái đi diễn thì nó màu sắc sặc sỡ thì nó hòa đồng lại, còn làm trai á thì cái mặt nó lợt quá, em nhấn cái chân mày cho nó khác. Ở trên sân khấu mình giả gái khán giả rất là thích rồi, thì ở ngoài thì sao cũng được, miễn sao nói chung là cái gì cũng được, chơi thương khán giả thương mình do mình chân thành là được ha. Thì ngày hôm nay là đội này Colorful là đẹp rồi đó. Thì hy vọng là mình sẽ vào chung kết ra. Chung kết nó có nhiều cái ưu đãi lắm đó. Và chung kết là nếu như bây giờ mình thắng ở trận này thì chung kết mình sẽ mặc đồ gì? Dạ bọn em có concept sẵn rồi. Đúng rồi, mà phải giấu chứ. Phải giấu sẵn sàng hết rồi. Bây giờ miễn chỉ cần chiến thắng một cái là tụi em bắt đầu lên kế hoạch là mai rồi này nọ. Dạ đúng rồi ạ. Hy vọng các bạn sẽ dừng ở đây để đỡ tốn kém tiền bạc. Tụi em có viết bài hát để bước nhóm nữa. Có không? Có viết một bài hát. Bây giờ luôn không? Dạ không, để chung kết. Nếu vào chung kết thì chúng tôi sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các bạn.